Xin chào tất cả mọi người, đặc biệt video live stream này xin được kính chào cha Vicente Phạm Văn Thắng và thầy Do An Follow 2 Trần Bắc. Lần trước thì trong khi live stream phần thổi sáo của Cao thì con có hứa hẹn với thầy Bắc là sẽ nhờ Cao thổi sáo tặng cha và thầy Bắc bài hát thánh ca mà thầy Bắc đã sáng tác, đó là bài Mẹ Hằng Cứu Giúp Quê Hương Bảo Long. Hôm nay con làm video này để giúp Văn Cao gửi tặng tới cha và thầy Bắc. Mong cha và mọi người thông cảm, tại vì là con đang mắt đang phải điều trị cho nên là nó không thuận tiện lắm. Nếu mà mở ra mọi người nhìn cứ thấy chớp mắt với chảy nước mắt này thì nó không thuận tiện lắm. Đấy, con xin phép được đeo kính để cho mắt nó đỡ bị dị ứng. Đáng lẽ thì cái bản này con sẽ để cho Cao thổi với bản beat, nhưng mà cái bản beat đó con phối thì lại dùng tiếng sáo để làm nhạc cụ đệm. Chính vì vậy bây giờ nếu mà thổi sáo trên cái nền beat đó thì hai cái tiếng sáo nó sẽ lẫn vào nhau. Vì thế con sẽ chơi đàn để giúp cho Cao thổi sáo. Hơn nữa là con cũng muốn như vậy để cho nó mang tính chân thật nhất. Hai thầy trò cũng không có tập tành gì trước, chỉ hôm nay Cao đi học và hai thầy trò thống nhất hòa tấu với nhau, thế thôi là bắt đầu live stream. Và bây giờ thì con xin mời mọi người cùng lắng nghe bài hát Mẹ Hằng Cứu Giúp Quê Hương Bảo Long qua tiếng sáo của bạn Văn Cao. Thank you.
mãi mãi chơi đàn, mãi thổi sáo, cũng không để ý xem là video ở trên Facebook có còn chạy hay không. Hy vọng là vẫn còn. Thưa cha, là cái phần trình bày vừa rồi nó cũng không được suôn sẻ lắm, thế nhưng mà đó là những cái gì mà thật nhất, giống như lời thầy bác đã viết trong bài hát là chân chất thật thà, nhưng mà tấm lòng thì của chúng con thì rất là nhiều, gửi tặng cho cha, cho thầy và cho mọi người quê hương xứ Bảo Long, nhất là họ Bảo Long trong. Hai thầy trò thì vì Cao cũng ở xa nên là không có thời gian gặp nhiều, thầy cũng bận, trò cũng bận, chỉ có đến lúc giờ học thì mới gặp được nhau, vì vậy là không có thời gian khớp trước. Còn xin giới thiệu một chút, đây là Văn Cao thì ở xứ Bái Xuyên thuộc họ Đồng Lạc và vẫn chưa có người yêu. Cha Thắng và thầy bác xem có bạn nào ở Bảo Long trong hay ở Trung Đồng mà chưa có người yêu thì xem cha xem tác hợp cho Văn Cao. Văn Cao thì làm nghề giống như Thánh Du Xe, tức là làm nghề thợ mộc, nhưng mà lại cao cấp hơn Thánh Du Xe. Thánh Du Xe ngày xưa con nghĩ là chỉ làm những cái vật dụng bình thường cho cái xóm Nazareth, ví dụ như là giường, rồi tủ, rồi cánh cửa. Nhưng mà Văn Cao thì lại chuyên chế tác đồng hồ gỗ mà cao to, thường là chỉ có các gia đình có điều kiện và đại gia thì mới dùng cái đồng hồ đó. Vì vậy là cái công việc của Cao ấy thì làm thợ mộc nhưng mà cũng đòi hỏi tính nghệ thuật và thẩm mỹ rất là cao. Cao có muốn nói gì với cha với thầy không? Vâng, xin kính chào cha, kính chào thầy và chào tất cả mọi người. Con đầu tiên cứ bình tĩnh. Thôi được rồi, tại vì là Văn Cao là tính giống như Thánh Du Xe, tức là ít nói, cho nên là hồi hộp. Thôi có dịp ấy thì hy vọng sẽ có dịp Văn Cao đến xứ Trung Đồng, nơi cha Vicente đang quản xứ ở đó, để có thể thổi sáo rồi phục vụ, hay là về Bảo Long. Bây giờ thì là vẫn đang trong giờ học, mà thầy trò chúng con là trốn các bạn khác để sang đây live stream. Bây giờ chúng con xin phép xin chào cha, chào thầy bác, chào tất cả mọi người, và hẹn gặp lại lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào cha, chào thầy và tất cả mọi người.